Thực ra thì Atreus đến gặp Freya cũng là tôi nghĩ cũng là cái quyết định đúng. Có Kratos thì chắc chắn là bà sẽ điên lên. Nhưng mà có một mình Atreus thì bà sẽ không đổ tội cho Atreus giết con mình đâu. Mặc dù là chính ra là cũng vì Atreus sử dụng cái ngọn tên tầm gửi khiến cho con bà chết chứ. Ok, hóa nãy giờ là mình đến đây à? Không hiểu. Cái gì đấy? Nó lại còn cái gì này? Ôi thôi, thế này đúng tính cách của Loki rồi. Thường xuyên trêu chọc người khác. Mẹ. Đúng là tính cách của Loki rồi. Khổ. Đúng tính cách trêu gạo người khác và trêu gạo một cách độc ác. Tôi sẽ kể cho anh em một câu chuyện về Loki để anh em vừa thấy rằng là cái tính cách của Loki đùa cợt một cách độc ác mà vừa làm cái bi kịch của Freya. Đó là chúng ta biết là Freya có một đứa con là Badu đúng không? Nhưng mà anh em hầu như sẽ không biết được rằng là Freya còn có một đứa con sinh đôi với cả Badu. Cái người anh em sinh đôi của Badu ấy thì bị mù. Cho nên là ông ta gần như là không thể tham gia bất kỳ cuộc vui nào các vị thần. Trong cái bữa tiệc các vị thần vui chơi với nhau thì riêng ông ý nó cứ lủi thủi mình, rất là buồn chán. Thế là một ngày sau khi mà Loki biết được rằng điểm yếu của Badu đó là cái cây tầm gửi đấy, thì hắn ta mới chế ra một cái mũi tên cây tầm gửi. Sau đó hắn ta mới đưa cho cái người con sinh đôi với cả cái thanh niên mù đấy cầm cái mũi tên đấy, xong mới bảo là này, theo hướng tôi, hướng tay anh ném thật mạnh nhá. Thế là thôi, ông kia cứ nghĩ là chắc là vui đùa thôi, ném một phát theo đúng cái hướng mà Loki coi như là căn cho, trúng luôn tim của Badu luôn. Thế là Badu chết. Thế là Freya là thôi, là con, một đứa con của mình đã giết đứa con còn lại. Loki sau đấy bỏ trốn luôn. Từng đấy thì đủ để anh em hiểu được rằng là Loki có độc ác như nào. Và Freya cũng bất hạnh như nào. I mean, just because I'm responsible for the death of your son doesn't mean. Okay, yeah. Probably would mentioning that. Is that Freya? Am I wearing this around my neck? The arrow tip that killed your son? Đang tập luyện trước. That's a great question. Đang tập luyện trước sẽ phải trả lời và nói chuyện với cả Freya như thế nào. À kia rồi. Đấy, Freya đang ngồi trên đống bên đống lửa ấy kìa. Khổ. Nữ thần coi như là xinh đẹp nhất trong coi như là thế giới thần tiên cuối cùng về thế này. Khổ, sống như người tiền sử này. Vẫn đang mài kiếm ạ. Căng. Vẫn đang mài kiếm chờ ngày trả thù. Cô ơi. Freya. Ây à. You should have stayed with Sindri. Nhà ngươi nên ở cùng với cả Sindri đi. Đợi đã, dừng lại. Bố của ngươi, hắn ta đâu? Not here. Không ở đây ạ. He sent you? Hắn ta gửi nhà ngươi ở đây ạ? No. Không ạ. He doesn't know. Bố cháu không biết ạ. You shouldn't have come. Cháu không nên tới đây. Hắn ta lại giết con trai của ta. Điều gì khiến cháu nghĩ rằng ta không giết cháu? Quỳnh, you're better than this. Bà là người tốt mà. Freya là người tốt mà, cho nên là không giết đâu. Lại nhìn thấy cái mũi tầm gửi ở đây. Đúng không? You would stake your life on it. Siết cổ luôn à. Gỡ ra rồi. What do you know of me? Cháu biết gì về ta cơ chứ? I know you haven't killed me yet. Cháu biết là rằng bà chưa giết so cháu ạ. Thinking it over. Why don't you let me go and I can tell bà you không thả cháu ra và hỏi cháu tại sao cháu tới đây? You mean to plead for your father, save nếu mà cháu định xin cho bố cháu thì số phận của hắn ta coi như xong rồi. But you know who's to blame for everything. I cannot get to Odin. Cool. Nor do I need to. Ragnarok will take him. À, bà này bà bảo là bà không quan tâm đến Odin luôn. Ragnarok sẽ tiêu diệt Odin. Thế ạ? Thế nếu cháu kể với bà rằng ông ta đến Midgard thì sao? Ông ta đến tìm bố con cháu đấy. Còn đưa cho bố con cháu lựa chọn hòa bình cơ. Còn nói rằng Ragnarok có thể ngăn chặn được. He lies.
Hắn ta nói dối đấy. Maybe. Có thể. But if you know Groa's prophecy, nhưng nếu bà biết về cái chuyện tiên tri Groa, bà biết rằng chuyện này có liên quan phụ thuộc vào đội quân của người khổng lồ. Đội quân người khổng lồ vẫn đang ở Jotunheim. Không, cháu ở đó rồi. Nhưng mà chẳng còn bất kỳ một cái đội quân khổng lồ nào cả. Họ chết hết rồi. Chỉ có cháu thôi ạ. Cháu. Ở Jotunheim, bố con cháu tìm ra sự thật. Mẹ cháu là cái người bảo vệ cuối cùng của Midgard. Và người khổng lồ còn có cái lời tiên đoán về cháu. Họ nói cháu là Loki. Bà kia đâu biết Loki là ai. Cháu nghĩ rằng là cháu có thể ngăn Odin lại bằng cách nào đó. Nhưng mà tất cả khổng lồ đã chết rồi, và bà thì không đánh nhau với Odin, cho nên là ông ta chắc chắn đã thắng rồi. Sao chúng ta không vượt với nhau cơ chứ? Cười. Ta còn lâu mới làm chuyện đó. Vâng ạ. Vâng. Ok. Gì mà càng nói nhẹ nhàng với cháu thôi nào. Nhưng bố con cháu tìm được tí. Có thể nếu bà nói chuyện với cả ông ta, tí còn sống à? Vâng. Bố con cháu giải thoát ông ta khỏi Svartalfheim. Không thể như vậy được. 9 thế giới đã bị đóng rồi. Không. Chúng cháu tìm ra một con đường khác. Chỉ không biết sau đó phải đi đâu thôi. Nếu chúng ta phù hợp cùng với nhau. Đủ rồi. Đủ rồi. Đủ đây. Dìm căng. Rời khỏi nơi này đi. Đừng bao giờ quay trở lại nữa. Đi trước khi ta thay đổi ý kiến của mình. Và đừng có mong mà ta sẽ thương tha thứ cho bố của cháu. Dìm căng. Không thuyết phục được Freya rồi. Không, nhưng mà tôi nghĩ là Freya cũng đã có những cái biểu hiện khá là sửng sốt khi mà Atreus nói về một số cái sự kiện vừa mới diễn ra. Chỉ là quá là đột ngột cho nên là Freya mới phản ứng như thế thôi. Thôi, về đó. Về bây giờ mà ông Kratos mới biết nhé. Trốn bố đi chơi điện tử à? Bố đánh cho thì cũng nát đít. Cái này là đúng kiểu trốn bố điện tử mà. Kratos đã nói nhiều lần rồi là con không được làm gì giấu bố. Thanh niên Atreus vẫn cứ một mình đi. Ông mà biết lại còn đi gặp Freya thì ông điền lắm. Quánh nhau thì thôi rồi luôn. Đây à, quay về với cả Sindri rồi. Sindri, cháu nói với cả chú rồi, cháu thể xử được mà. Nhưng cháu không nghĩ rằng bà sẽ giúp chúng ta đâu. Where's your necklace? Cái vòng cổ cháu đâu rồi? Oh. À, cháu bỏ nó rồi ạ. Bị bà kia bà lấy rồi còn đâu. She took it. Bà lấy rồi đúng không? Today was your lucky day. Hôm nay là ngày may mắn của cháu đấy. How did it feel to run on? Thế cháu thử nói với ta cảm giác của cháu như nào? Ôi giời ơi. Thế là đi tăm cái shop rồi. Bực. Xin the rebook. Làm sao? Đánh ai? Mày đánh ai? Rẻ rách mà dám. Sóng xanh với đại dương à? Ôi xôi ôi. Quá là vớ. Con nhà bà Vân. Ở đây. Ở đây cứ. Ôi xôi.
dính đòn này, trượt mày. I'll repair it later. Let's get out of here before something else tries to kill us. Yeah, good idea. Hate to bring it up, but are we telling your dad about this? Xin đi ta có hỏi đấy. Since you've come clean. No way. He killed you. Cháu không kể bố cháu đâu, bố cháu giết cháu mất. Well, speaking of coming clean, I need your opinion on something. Something I've kept from my brother for a long time. Xin đi có một điều vẫn giấu người anh Brock của mình. I'll tell you on the way back. Ta sẽ kể cho cháu trên đường về. Did they ever quit? Vươn rồi bạn ơi, anh à. Vươn rồi bạn ơi. Vươn rồi bạn ơi. Đồng thế. Ông kia ném vài cái hỗ trợ cái. Cầm cái gì kìa? Cầm gì vậy? Okay, back to Alfheim. Tôi nhớ hôm nay cầm gì đấy của quả bí nhỉ? Long before you were born, there was an accident at the forge. Trước đây từng có một cái vụ tai nạn ở chỗ lò rèn. Ô, Brock đã chết. What? I couldn't accept it. Ta không thể chấp nhận điều đó. I went to the Lake of Souls. Ta đến coi như là dòng sông của linh hồn ở Anhem. I can still feel them crawling all over my skin. Ủa, để lấy lại linh hồn của Brock à? I could only get three of his four soul parts back. À, nhưng mà chỉ lấy được 3 phần linh hồn. Chỉ được 3 phần linh hồn của Brock quay trở lại thôi. À, sau đấy là Sindri che giấu Brock. Nhưng mà ông nên, chú nên nói chuyện với cả Brock. Chú ấy cần biết về chuyện này. Khi thời đúng thời điểm đến ta sẽ nói. Kinh nhỉ. Sindri chứng tỏ là yêu mến ông anh mình phết đấy chứ. Chết không chấp nhận ra đến cái dòng suối linh hồn ở Anhem. Theo như tôi nhớ không nhầm thì là cái dòng suối linh hồn ở Anhem chính là cái nơi mà tạo cội nguồn, tạo ra cái ánh sáng. Cái cột ánh sáng ở trong cái phần God of War. Ngã nha em. Đầu nha em. Ngã nha em. Đầu nha em. Đầu tiếp nha em. Nếu anh em còn nhớ thì trong phần God of War 2018 chúng ta từng tới Anhem. Thế giới của yêu tinh ánh sáng và yêu tinh bóng tối. Tôi có hay nhầm là yêu tinh trắng và yêu tinh đen đấy. Thì tại đây chúng ta đã thấy là có một cái cột ánh sáng. Ra cột ánh sáng đấy bắt nguồn từ cái dòng suối linh hồn của những người chết. Tất nhiên những người chết bình thường thôi, chứ không phải là chết theo những cách chiến binh. Nhà đó cũng chính là nơi mà ông... đó cũng chính là nơi ông Sindri còn nói rằng là sau khi mà ông ấy cứu được 3 phần linh hồn của Brock về, hồi sinh được Brock, nhưng mà những cái người lùn khác thì họ bực, họ không thích cái chuyện này. Thế là Sindri với cả Brock phải chuyển đến nơi khác sống, chứ không sống ở cái làng của người lùn nữa. Khổ. Sindri còn chấp nhận là coi như là lội xuống dưới cái cái dòng sông linh hồn đấy, chấp nhận cho cái linh hồn bò lên cơ thể mình để mà cố lấy 3 phần linh hồn của Brock về. Hớm phết. Thôi đi thôi, bye bye Jormungand nha, về thôi. Giờ về thì Kratos đứng ngay trước cửa chứ. Thế anh em phải hiểu nó giống kiểu, nó giống kiểu chúng ta đi chơi điện tử về thấy bố đứng trước cửa mặt hầm hầm đúng không? Đấy mới là sợ. Cháu ghét việc về nhà mà không làm được gì. Sau khi mà tí không làm gì cho chúng ta thì cháu hy vọng. Cứ bình tĩnh đi. Có thể tí không như những gì chúng ta mong muốn, nhưng mà ông ta có phải là vô dụng đâu. Cháu đã cứu ông ta mà. Maybe he'll be some help to us yet. Có thể ông ấy có thể giúp chúng ta được việc đó thì sao? Nhưng mà bố cháu sẽ không thích điều đó đâu. Well, let's not make it worse. Bởi vì là chớp sợ rằng là Kratos đã nói là chúng ta sẽ tìm tí. Nhưng mà nếu như mà tí không được theo những cái gì như những gì mà chớp tiên đoán thì chớp sẽ phải bỏ toàn bộ những cái chặng đường đi tìm kiếm chân tướng sự việc. Bởi vì là Kratos bây giờ chỉ muốn là bố con sống yên bình thôi.
Gì đấy? À, vẫn lẻn, không vào cửa chính được. lẻn cửa phụ, khổ. Vào đi. Ủa? Là sao? Ơ kìa, đâu rồi? Vừa mới ra đây, xong bây giờ đi lại vào cửa chính à? That is not the risk that concerns me. Do we trust the path they would put us on? Đây. I trust their wisdom, and this is the closest thing to hearing directly. Cả tốt với cả tí đang bàn chuyện với nhau. You are certain the giants would not counsel war. Có tiếc, phủi, che giấu. My experience that goes with being peaceful. Oh, little brother, told you we needn't worry. Atreus. Atreus. Where have you been? Con về đâu vậy? Ờ. Peeing. Con đi tè ạ. Oh, mọi người đói hết chưa? À, dọn thức ăn ra rồi. À, mọi người có ngủ ngon như tôi không? Hóa ra lão Sinri lúc nãy mình không thấy lão đâu. Lão vội, lão chạy trên tầng 2, lão giả vờ đang ngủ. Khốn phết. Ây da. Kinh quá nhờ, quả ngồi ăn trong gia đình đầm ấm vãi. Đây là xúc xích à? Ừ, sao không? Chồng Kratos nhìn chồng. Chồng kiểu lần đầu tiên tôi thấy kiểu ngồi ăn yên bình này nhở. I suppose you'd like to try cooking for this lot. I accept. What? Mỗi ông một con dao. À chớt, chúng ta vừa mới bàn về cái con chặng đường tiếp theo. Thì chúng ta đi đâu ạ? Anhem, nhà của yêu tinh. Anhem, bố ghét Anhem mà. Sao chúng ta tới đó ạ? Tới đó? Không, chúng ta chỉ đến đó để lấy thông tin thôi. Điện thờ Groa. Bố cháu đã kể cháu tìm được ở đấy mà. Groa, người mà nắm giữ coi như là kiến thức. Có thể sẽ có một cái bí mật nào đấy chúng ta có thể tìm được. Làm gì có ai tốt hơn cái người mà biết tất cả mọi thứ cơ chứ? Never mind. That's great. Ok I'll thôi ạ, Anhem, hay đấy. Hey, don't go forgetting this. What'll get you there? À, cho mình cái hạt cây Irasil đến Anhem. You know what? I'm gonna build a bigger table. Siri bực, ngồi ăn cứ bị phá, cứ bị block đập. Bực thì sẽ bảo sẽ làm cái bàn mới rộng hơn. Khổ. Block nói rất kiểu thẳng đuột. Thế là tôi được ăn thêm rồi. Lấy luôn phần thức ăn của ông kia luôn. Khổ anh Block. Anh không nhớ là em của anh đã cứu anh đây. Khi nào mà cháu sẵn sàng. Khi mà bố cháu sẵn sàng. À, sẽ đi cùng cả ông tí. Sẽ đi tìm câu trả lời cho cháu. Đó là điều ít nhất mà tao có thể trả ơn lại cháu khi đã cứu ta. Ta cũng muốn nhìn lại ánh sáng ở Anhem. Công nhận là bàn bé thật. Cái bàn này bình thường chắc chỉ 4 người ngồi thì là hợp. Bây giờ 5 người thành ra là ông Sinri phải ngồi. Còn không có ghế ngồi, phải ngồi ở cái thùng này mới đau chứ. I was merely asking how you found me. Khổ. He explained the secret prophecies inside the Yodnar shrines. Fascinating. From there, we set to taking stock of which shrines we'd seen. At which point, your father recalled finding drawers. Hào lên đến đồ đã. À, mình có thể equip cho đây. Equip đồ cho người đi cùng. Ok. Bầu, nâng cấp bầu lên cho thằng con. Ok. Tôi nghĩ là phần này chắc chúng ta sẽ còn nhập vai Atreus nhiều. Nhưng không chỉ dừng lại ở đây đâu. He really did it. Tyr really slept in my broom closet. Is that normal for you tall, godly sorts? Or just the ones locked up for a lifetime or two? Đang nói về chuyện ngủ của tí. Không ngờ tí lại ngủ được ở trên cái chỗ cái sàng đấy. Chưa nâng hai vũ khí này rồi. Xịu, chưa nâng được rồi. Thôi bỏ qua đi. Right behind you.
I'll meet you at the gateway presently, friends. Lại vác theo đầu của Mumia. Một chỗ này cũng đẹp thật. Đây là một trong địa điểm mà tôi đánh giá là đẹp nhất kể từ đầu game đến giờ. Đi thôi. Excuse me, sir. Xin lỗi. Gì đấy? Mind if I take a little peek at you? I promise I'll be. Tôi có thể xem qua ngài một chút được không? Con sóc. My goodness, what a strapping physique. What the hell? Capable of an astounding variety of acts of violence, I imagine. What is happening? Chuyện gì ra thế này? This must be the squirrel that tends the world tree. À, đây là con sóc ở trên cây thế giới. À, tôi biết con sóc này rồi. Tôi biết con sóc này rồi, tí nữa tôi sẽ kể cho anh em. Ah, yes. Amber resin. Delightfully nutty with a hint of squidding. Nó lấy được viên amber kìa. No. Không. Not one for gastronomic exploration, I see. Wait. Ui, ăn luôn. Con này là con Ratatos. Ratatos. It's a long story. Con này trong từ thuật ngữ tên là Ratatos. I am indeed Ratatosker. Ta là Ratatos. The one you know as Ratatosker is merely one of my spectral aspects. And a particularly nasty one at that. I consider him so far removed from myself that he's practically a different person. Con này ấy, là nếu như anh em đọc thần thoại Bắc Âu, anh em sẽ biết được rằng là cái cây Rasin là cái cây thế giới mà kết nối giữa chín thế giới ấy, là ở trên ngọn của nó là có một con gà hoặc là một con chim ưng khổng lồ. Còn ở dưới rễ cây ấy, thì là một con rồng khổng lồ. Con này đưa luôn cho một viên seed luôn này. Đưa cho mình một hạt giống của Irasi luôn này. Đưa mình cái Nidham luôn kìa. Reconfiguration. You'll need seeds like these to open up new destinations on my tree. Your tree, huh? Con này nó kiếm được nhiều và nó di chuyển giữa cái cành cây của cây Irasi và nó lấy được hạt giống. Thế thì giữa con rồng với cả con chim ưng ở một đứa ở trên đỉnh của cây còn một đứa ở dưới rễ cây ấy, thì có điều buồn cười là hai con này lại không hòa thuận với nhau. Thường xuyên là muốn gây sự với nhau. Nhưng mà bởi vì chúng ở cách nhau quá xa, cho nên là chúng không thể nào mà đánh cãi chửi nhau được. Thế là chúng mới cần một người truyền tin cho mình. Thì đó chính là cái con sóc Ratatok này. Đó, con sóc này nó sẽ truyền cái câu chửi từ con chim ưng xuống con rồng. Và ngược trở lại nó truyền lại câu chửi từ con rồng đến con chim ưng. Nhưng mà cái điều mà buồn cười ở đây ý, là cái con sóc này nó lại rất là mất dạy. Nó thường xuyên nó thêm thắt vào những cái câu nói để khiến cho con rồng hay là con chim ưng tức giận hơn. Đấy, lồng lộn lên. Đấy, thậm chí là cái con, thế là hai con đều làm muốn một con ấy là con rồng thì nó điên cuồng, nó cắn rễ cây Irasil để chứng tỏ sức mạnh với cả con chim ưng. Con chim ưng thì điên cuồng vỗ cánh làm cho cái lá cây của cây Irasil xào xạc để cũng để chứng tỏ sức mạnh với cả con rồng ở dưới rễ. Đó. Và đặc biệt nữa ấy, là con chim ưng, con rồng và con sóc này nó không hề bị ảnh hưởng bởi Ratatok. Nó nằm ngoài mọi cái sự kiểm soát các vị thần. Đấy là câu chuyện về con sóc Ratatok này. Bây giờ mình sẽ đến Anhem đã đấy. Có cái nhiệm vụ phụ từ Niflheim này. Đến từ đây xem sao. Trong phần gót vua này là chúng ta sẽ tới được với 9 thế giới. Cho nên là đến được Niflheim là đương nhiên rồi. Trước đây chúng ta đã từng tới Niflheim rồi. Niflheim là thế giới băng giá đối lập hoàn toàn với cả Muspelheim. Ở đây không có gì ngoài băng giá cả. Sương mù và băng giá. Có một số quan điểm thì cho rằng là Niflheim và Helheim là một. Hay nói chính xác hơn là Helheim và địa ngục là một phần của Niflheim. Nhưng mà trong God of War này thì Niflheim cả Helheim tách nhau ra. Đấy, thế giới của băng giá và sương mù mà. Thực ra chẳng khác lắm so với cả Midgard thời điểm hiện tại. Đúng không? Chẳng khác gì lắm với Midgard thời điểm hiện tại khi mà cái mùa đông phim bộ Winter nó diễn ra rồi. Đây chính là mấy con chim của Odin mà mình từng ném chết chúng nó đây đúng không?
Gì đấy? Đây là sao? What do you think that means? I don't know, but there's definitely something more going on here. Nó mấy con chim nó bảo là giải thoát cho nó, kiểu nó sẽ có quà cho mình kiểu nào đấy. À, tôi hiểu rồi. Mấy cái hòn này là mình, sau khi mình giết đủ số chim thì mình sẽ được tới đây để tùy vào theo từng hòn buổi. Tùy theo từng hòn mình sẽ được một cái món đồ gì đấy ngon nghẻ ấy. Hồi thế bảo sao trước giờ mình bảo sao trước giờ cứ có con chim hiện ra, tôi cứ tưởng là chỉ để chúng ta lấy được kiểu achievement ấy. Hóa ra để tới Niflheim để lấy cái này. Thế hồi xưa đến Niflheim chỉ làm việc này thôi à? Hơi buồn nhỉ. Tưởng là đến đây mình sẽ được đi phiêu lưu đâu đấy, đánh con gì đấy, boss gì đấy, nó kinh kinh tí cơ. À đây này. There's something over here. Ah, a memory of war. You could use this as a training arena if you like. You'll just be fighting the recollections. Chỗ này là chỗ để luyện tập đánh nhau với cả mấy con kia để coi là luyện tập. Ở đây mình đánh nhau mình sẽ không được điểm kinh nghiệm, không được tiền. Này. Nó đêm quái gì? À, Niflheim chỉ để làm cái mỗi cái việc đấy thôi à? Hy vọng là tương lai sẽ có nhiều quái hay ho hơn. Thôi thế thì về lại Sindri House, từ đấy chúng ta sẽ Muspelheim mà chúng ta chưa tới được và chúng ta chưa kiếm được một nửa viên ship còn lại. Thôi về Sindri House đi rồi chúng ta tới Anaheim. Mir, what do you think it means? Seen more raiders come back as Hellwalkers lately. I thought freeing the Valkyrie Queen was supposed to restore balance to the realms and keep that from happening. That's a good question, lad, and a troubling one. If Hell's filled up again, it suggests that something's been hindering Sigrun's efforts, or perhaps something even more urgent is keeping her distracted and unable to visit, even occasionally. Yeah, sorry, Mimir. Ah, there you are. I knew you hadn't forgotten me. Đi với anh đây đợi mình. Thằng này còn này muốn nói chuyện gì với mình? Speak. If you are ever in need of my services and I am not present, I have installed these handy chimes for you to notify me. Simply throw your axe and strike the chimes and I will attend to your needs. Nó bảo là mỗi lần mà muốn gọi nó thì mình chỉ cần ném rìu vào trong cái này. Đó, rung lên nó sẽ tới. Pro Master Kratos, truly a seasoned pro. Very well. You know how to reach me now. Thôi đi thôi. Tới Anaheim thôi. Anaheim mình trong phần trước chúng ta biết rằng là đây là trước đây là một cái thế giới rất là đẹp. Nhưng mà bây giờ nó diễn ra cuộc chiến tranh giữa yêu tinh ánh sáng và yêu tinh bóng tối. Và cuộc chiến tranh đấy đã tàn phá toàn bộ cái vùng đất Anaheim. Lần trước thì gần như là mình mới chỉ đánh nhau với cả yêu tinh bóng tối thôi nhỉ. Và gần như yêu tinh bóng tối chuẩn bị chiến thắng. Yêu tinh ánh sáng bị nó gần như giết hết. Cho một khóa lại luôn cả cái ánh sáng ở đây luôn mà. Not by choice. We sought to fill our Bifrost and they attacked us. Lúc đấy là Kratos cần đến đấy để lấy cái ánh sáng Anaheim đấy thì mới có thể dẹp được cái sương mù để lên được trên núi. Theo lời Freya lúc đấy mách cho hai bố con mò đến Anaheim. Alfheim. Đây rồi. Been so long. Not sure where the temple is from here, but that's where we'll find Groa's shrine. Cứ muốn đọc chữ gì lại giờ mơ mia lên. Not exactly an easy fix for that. Lịch sử bị hỏng. Đây là Anaheim ấy hả? Sao nó khác bọt với cả lần trước tôi đến vậy? Trước đến nhớ là nó là một cái vùng đất mà có rất nhiều những cái hồ nước mà. Sao bây giờ giống kiểu mình đang tiến cái sa mạc nào đấy là sao? I see the elves continue their war. Yeah.
So much for things being better in Alpha. Đúng rồi, chắc là do chiến tranh giữa hai tộc yêu tinh tiếp tục tàn phá vùng đất này đến mức độ như này, thành hoang mạc luôn ạ. Cái này cũng là ảnh hưởng của phim Blue Winter. Storms have plagued Alfheim's deserts long before Winter. Không phải là vì cái mùa đông phim Blue Winter, mà là cái sa mạc này từ lâu đã có cái cơn bão tuyết như này rồi. Sa mạc nhưng mà lại là có bão tuyết, thế mới lạ. Cái gì đấy? Đây là yêu tinh bằng tối đúng không? Quả kiếm nhìn trông kiểu katana nhỉ? Lần trước là mình chỉ thấy yêu tinh, gần như là chỉ thấy yêu tinh ánh sáng bị giết. Bây giờ là thấy lại thấy yêu tinh bóng tối bị giết, kinh chứ. Ở đây có gì đây? Mày dám giấu tao nhá, ở đây có đồ ngon nhá. Cái này là mình có thể để mình gọi con sóc đúng không? Nếu mình muốn đúng không? Lần trước nó nói là gặp nó ở đâu ném đấy mà, không phải à? Ném có thấy sóc đâu đâu? Sóc ơi! Sóc! Nếu thấy sóc đâu thì mấy con thằn lằn này mới đau tôi. Thôi đi thôi. I'll meet you on the other side. Chắc là cái kia nó giống thôi, chứ không phải là cái, không phải là cái để gọi con sóc đâu. Là Tastos đâu. A living desert. Living desert. Sa mạc sống à? Sa mạc sống nếu như đây là sa mạc chết thì có. Dead desert thì có. Ủa? Tới đây rồi đi đâu? À đây. Nhiều yêu tinh bóng tối bị giết lắm. Toàn kiếm sọc qua người thôi ạ. À trước bảo nghe thì có một cái con gì đấy nó kêu gào trong một cái nỗi đau. Chắc lại quái vật khổng lồ hay cái gì đấy rồi. Tôi đang hy vọng mà sẽ được gặp một con quái vật khổng lồ đây. Quánh nhau cho nó hoành tráng. Đúng không? À, ngon. What do you hear? Có hòm rồi. Some kind of animal. How could anything live in a storm like that? Plenty of caves under the desert. Not exactly a paragon of comfort, but. À, chắc bảo là cái tiếng kêu chắc chắn là tới từ con thú. Chỉ không hiểu là tại sao con thú nào lại sống ở cái nơi sa mạc như này thôi. Còn cái nữa mày giấu ở đâu? Đây rồi. Còn một cái nữa giấu ở đâu? Sony nó hay có trò làm cái này giấu kỹ lắm anh em ạ. Cái chỗ mà chúng ta không ngờ tới. Đây rồi. Vấn đề là từ đây thì không thể ném này lên được, nên mình cần phải đi ra đây mình có thể lên được. Nếu muốn lên được đây thì mình cần phải đi một cái đường khác. Quay ở đây. À từ từ. Ờ, đây chỉ là cái gỗ thường thôi. Tưởng là dưới có cái cửa. There, the Temple of Light. Grow's shrine is at the top. Đây. Kìa. Đấy, ngôi đền ánh sáng kìa này. Ngày xưa tôi nhớ là chỗ này là mấy hồ nước cơ. Nhớ là cuối cùng bây giờ lại nằm giữa cái sa mạc như này. Đây làm sao để ném? Ơ kìa. À đây phải xuống hẳn đây. Good eye. Đấy. Bifrost eyes. Quá ngon ngoài. Xin okay? Luôn. Just looting on your chest. We'll be right along. My dad likes loot. Very well.
Tí vừa mới bảo là sao cứ mình cứ mất thời gian đi lấy đồ này đồ kia đi nhanh lên. À chớp bảo bố cháu thích đi loot. Bố cháu có niềm đam mê với loot. Ô sư. Bó tay đấy. Thôi anh em ạ, tôi nghĩ là ngày hôm nay chúng ta chơi đến đây thôi. À, tôi làm thời lượng video ngắn hơn một tí, upload ở trên YouTube cho nó xử lý cho nó nhanh anh em ạ. Chứ không có đến lúc mà để coi như là cả ngày trời, mấy ngày trời nó vẫn không lên được HD, rất là bực. Và vẫn thấy 360 anh em lại kêu loạn lên. Hẹn lại các anh em trong clip sau nhé. Rất cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi. Chúc anh em có những quên mất lại bảo giấc mơ đẹp đấy. Có những điều may mắn trong cuộc sống. Bye bye. See you again. Bye bye.